Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào mọi người. Em tên là Tuấn Ngọc, em sinh năm 92, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em là kỹ sư cấp nước ạ. Bọn em cấp nước cho bên quận Gò Vấp, Hóc Môn với lại quận 12. Còn em? Em tên là Phạm Thị Thanh Vân. Năm nay em 29 tuổi, làm công ty dệt may Bình Dương. Dạ, quê em ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Đó, em giới thiệu cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì nhạy bén sáng tạo, mạnh mẽ. Nhưng mà ngược lại khuyết điểm của em thì cũng tại vì mạnh mẽ quá cho nên là cũng hơi yếu đuối, dễ quên, dễ giận, mau quên. Tính thì hơi nóng tính chút xíu. Em hay again mọi chuyện. Có nghĩa làm việc gì em bị again lại hai lần em mới làm tốt hơn được. Có nghĩa là kinh nghiệm nhiều hơn được. Hồi nhỏ lúc mẹ em đẻ em ra được cỡ 3-4 tuổi á, là mua cái gì cho em cũng phải là hai cái. Bánh tiêu thì hai cái, chè thì phải hai chén. Một cái em không chịu, phải xớt ra thành hai cái em mới chịu. Mẹ em nói mày chắc mốt lớn lên lấy hai chồng hết. Anh định nói câu đó đó. Tại vì cái gì cũng hai hết trơn. Mẹ em để ý từ nhỏ lớn cái gì cũng hai. Đàn trai em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em á thì là em khá là dễ tính. Em hay tập trung vào công việc. Khuyết điểm thì em giống như bạn nữ là em có cái tật là em hay quên lắm. Cái tật này nó hơi nghiêm trọng luôn á. Nhà mới chuyển về nhà mới bên quận 12 á mà cứ đi lộn về nhà cũ hoài. Ủa vậy đó hả? Dạ. Cái đó là em hoài niệm. Có một lần thì em chờ mẹ em đi mua gạo thì em cũng đè quên mẹ em ngoài đó. Cái gì em quên má luôn á hả? Trời ơi. Cái này là do mẹ em thôi, là bình thường á là cái đường đó là có thể là quay lại đi thì gần hơn. Mà cái tính em á thì em cũng không có thích cái gì mà lặp đi lặp lại á, thì đi thẳng cũng đi được. Cái em mới kêu là thôi đi về luôn đi, em cứ nghĩ là mẹ em lên xe rồi nên là em cứ thế em đi về. Chào em. À, chào chị. Em nói em không thích chuyện lặp đi lặp lại hả? Dạ đúng. Nhưng mà bạn gái bên đây là lặp đi lặp lại triền miên từ nhỏ tới lớn. Cái đó thì không sao chị, cái đó thì bù trừ thôi. Không sao đúng, đúng không? Rồi, dạ. Chị cũng là bật mí cho em biết là một cô gái rất là xinh đẹp. Wow. Phọt cũng rất là đẹp. Mà bạn này, em thích người phụ nữ mặc quần áo như thế nào? Em có thích phụ nữ mặc áo dài dạ, không? Dạ có, đặc biệt luôn á, em cực kỳ thích phụ nữ mặc áo dài. Em cực kỳ thích phụ nữ, dạ. Thì chị cũng báo cho em biết luôn, đây là một cô gái mặc áo dài cực đẹp và bạn đã đặt danh hiệu là gọi là duyên dáng áo dài Bình Dương, đúng không em? Chị nghe đồn những cái đó. Dạ đúng rồi. Dạ, giải duyên dáng áo dài của huyện. Bên đây thua bên tuổi tuổi á, em có e ngại về cái vấn đề đó hay chăng nhỉ? Dạ không. Không phải không? Không vấn đề gì. Còn em có ngại không? Lúc mà em được 20 tuổi á là em cực kỳ ghét quen người nhỏ hơn em 2 tuổi hoặc là nhỏ hơn. Có nghĩa là ghét sinh năm 93. Em từ chối một anh chàng lúc đó em học lớp 10, lớp 12 là xong, là từ đó về sau là em đi đâu em gặp ai cũng vậy. Đến lúc em hỏi quen xong là em hỏi là toàn 93 và 93 thôi. Và hôm nay thì em... Em 92. 92, trời dạ. Né được một số. Mừng hết nơi. Cài cho bà mối bên kia biết con đường tình duyên của mình trắc trở thế nào đi. Nếu mà gọi là mối tình chính thức á thì em có 2 mối tình rồi. Một bạn là đầu tiên thì em quen từ cái thời mà em học gần hết lớp 12. Thì sau đó thì gia đình bạn ấy đi Mỹ định cư. Bọn mối tình thứ hai thì em mới chia tay gần đây. Bạn nữ thì bạn ấy học ở đây. Thì bạn học xong thì bạn ấy về Đà Lạt. Cũng có đưa em về nhà và cũng gặp bố mẹ bên đó rồi. Thì bố mẹ bên đó có nói là nếu mà hai đứa muốn tiến xa hơn á thì phải xác định là con phải lên đây con ở rể. Mà tính em thì em không thể nào em lên đó mà em sống được. Bạn gái kia đang làm việc ở đâu? Dạ em làm ở Bình Dương. Nếu như bây giờ em lấy chồng mà bên chồng muốn em về thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp luôn, làm việc ở đây, người ta lo tất cả mọi thứ, em đồng ý không? Dạ cái đó thì tốt à, tại em cũng muốn lên đây. Rồi vậy khỏe rồi. Tốt mà. Sợ giống như vụ Đà Lạt nữa mệt. Câu chuyện tình cảm của em như thế nào, được quen mấy người rồi? Dạ em quen thì hai mối tình. Em quen anh đó ở đại học. Em thèm sầu riêng quá. Xong cái ảnh đi làm, cái ảnh kiếm cho em được 200 ngàn. Xong về mua được cho em một trái sầu riêng. Rồi ăn xong cái trái đó là cái thời gian đó sau tụi em ít gặp nhau, với lại là công việc mỗi người mỗi khác á, xa nhau. Chia tay, chia tay lâu chưa? 6-7 năm rồi. Sau đó mấy tháng em có quen một anh được 3 tháng. Chỉ có duy nhất một cái mối tình sầu riêng đó là sâu đậm thôi đúng không? Đừng... Hai đứa quen đừng ăn sầu riêng nha. Nhưng mà tại em thích ăn sầu riêng lắm anh ơi. Em cũng thế, em cũng thích ăn sầu riêng. Nói chung là đồ ngọt là cái gì em cũng thích ăn, em biết là nó ngọt. Rồi vậy là được rồi đó. Em ơi, em tưởng tượng cái bạn trai bên đây làm sao? Em nghe giọng thì chắc cũng chững chạc, biết suy nghĩ,
Em đẹp vậy rồi em có muốn bạn trai mình phải đẹp không? Em muốn bạn trai ấy, ví dụ như em được 6 điểm thì bạn em cũng phải hơn 7 điểm rưỡi gì đó. Em muốn bạn trai đẹp hơn mình luôn á hả? Dạ, em cũng không có được đẹp mà. Em xinh mà, em đẹp. Nhưng mà tại vì em ra đường bị so sánh nhiều quá cho nên giờ em phải quyết định em phải kiếm một người phải đẹp hơn em. Rồi, rồi còn nếu mà về tính tình thì sao? Em không muốn người bạn trai em cái điều gì? Trong ấm ngoài lạnh, chững chạc xíu, mạnh mẽ và đặc biệt là phải có bản lĩnh. Ví dụ công việc thì em không cần thiết là phải làm giám đốc, làm cái gì cao sang, nhưng mà thực tế là phải bản lĩnh. Sao em nghe sao? Em thấy sao em? Em không biết là bạn nữ đó là đẹp đến mức nào nên là em cũng... Em tự tin là em đẹp hơn bạn không? Cái này á, thường á, trong các mối quan hệ ngoài xã hội của em á, thì em cảm thấy là cái người mà đối tượng mà theo đuổi em á, nam nhiều hơn nữ. Nam nhiều hơn nữ. Em có cái nét mà các chị em quyến rũ, các chị em bạn ông. Thế giới bên kia là rất thích em đúng không? Em cũng không biết tại sao nhưng mà nam nhiều hơn nữ luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em có thích người ta không? Đương nhiên là không rồi chị. Không, nhưng mà lý do gì mà đeo nhiều nhẫn dữ vậy? À, cái này sở thích cá nhân chị. Rồi, chào em gái cũng xinh, chứ thông báo đàn trai cũng hot boy. Dạ. Nhưng mà có sức quyến rũ đàn ông nhiều hơn. À, em không thích những điều gì ở đàn ông? Dạ, hút thuốc, nói quá nhiều. Thứ ba là không có sự chủ động. Thứ tư là không có biết quan tâm. Ở ngoài thì ngoài mặt thì lạnh lùng thôi, nhưng mà người ta biết cách quan tâm. Với lại đặc biệt cái là lúc mà em đang nóng hoặc em giận thì cứ đừng giải thích gì, em cứ im lặng đi. Xong rồi đó, em tự nguôi. Xong đó em tự lại, em sẽ nói chuyện đúng sai. Nếu mà sai em sẽ xin lỗi. Còn nếu mà dù như anh đó sai em bắt anh nói xin lỗi em. Cũng sòng phẳng, thẳng thắn mà đúng không? Được. Mình cũng vậy mà đúng không? Trước đây em quen mấy bạn nữ á, giống như kiểu mà hai đứa mà cãi nhau á, nhỏ thì không nói làm gì, nếu mà lớn á thì em sẽ thường là em im lặng 2 ngày để cho hai đứa nó nguôi ngoai đi rồi mới bắt đầu mình nói chuyện lại. 2 ngày nguôi ngoai được rồi đó. Dạ. Em không thích điều gì ở bạn gái? Không thích phụ nữ là thiếu tự tin. Sao bên đây là tự tin số 1 luôn đó. Đừng có xăm trổ nhiều quá là được. Xăm trổ em có xăm không? Dạ em có xăm một cái. Dạ em có xăm một cái bông ở ngay tai em. Tại vì cái lúc đó, cái thời điểm đó là em gặp quá nhiều sự cố trong cuộc sống, với là công việc, với là cả tình yêu, tình cảm. Nó làm cho em thay đổi hoàn toàn sau khi em xăm nó. Thôi bây giờ xăm chút xíu được không? Dạ được. Xăm cái đó thì đẹp, em thích cái xăm cái đó đi. Bắt đầu đi Ngọc. Chào bạn, mình có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Cái này là cây may mắn, ở dưới này là có chữ tài lộc. Thì em luôn hy vọng là anh luôn được may mắn và được tài lộc. Cảm ơn bạn. Em có tặng một bộ áo dài, bộ vải áo dài. Tức là bạn rất là thích phụ nữ mặc áo dài. Dạ. Em có thích mặc áo dài không? Dạ, em rất là thích vận áo dài. Em sẽ về em thiết kế cái kiểu áo này để em bận. Là bạn có từng học thiết kế thời trang hả? Dạ, trước đây em có học thiết kế thời trang cũng được một thời gian. Em đi sao bạn ở đây vậy? Ông không biết bạn... Kêu bạn với mình đấy, em ngại quá à. Gì đâu ngại. xin lỗi. Em còn làm về thiết kế thời trang không hay là... Dạ không, em ngưng lâu rồi. Hiện tại thì em đang làm bên bộ phận nhân sự công ty dệt nhuộm ở Bình Dương á. À, em có biết có chút năng khiếu nghệ thuật gì về vẽ hoặc là hát? Dạ. Em hồi xưa em có học cho nên là em vẽ rất đẹp. Ủa sao Ngọc lại hỏi như vậy? Bộ Ngọc thích những cô gái biết vẽ hả? Dạ đúng rồi. Em rất có gọi là thích những cô mà có một chút năng khiếu về nghệ thuật. Cho dù em biết hay không biết nha, là em quen bạn nào là cũng hầu như là hoặc là vẽ đẹp hoặc là hát rất hay. Rất hát hay nữa. Tao hát thử coi. Dạ vậy em xin hát một khúc. Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hằng hiu. Trải qua bao chuyện đời thương mà vẫn yêu đôi khi vẫn vương. Nhìn vào tan trong câu chuyện cũ, lăn vào mảnh vỡ của một niềm tin. Em hơi rung nên là hát không hát có được vẻ đẹp mà hát hay nữa. Chàng trai anh cảm thấy là bên đàn gái chúng tôi thế nào? Quá đỉnh. Sau này nếu mà lập gia đình á thì em có muốn sống ở đâu? Em thì dễ lắm, nếu mà chồng em ở đâu thì em ở đó. Thì em có thấy là anh đẹp hơn em không? Dạ anh hả? Em nghĩ chắc cũng hơn em chút xíu. Là coi như là chấp nhận là anh đẹp hơn mình rồi phải không? Dạ. Nhưng mà em gặp bạn gái vậy em có thấy rung động không?
Dạ, nếu mà về ngoại hình này nhìn vào mắt một cái luôn á thì nhìn là cũng thích rồi đó. Cũng thích rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm. Đã đến lúc chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, khán giả. Chúng ta phải thật sự nghiêm túc với trái tim của mình. Em muốn không được. À, rồi. Đó chỉ là thủ tục thôi. Thực chất mà nói thì chúng tôi thấy hai bạn rất là đồng điệu với nhau về nhiều thứ. Rồi, một nụ hôn đầu tiên. Trời ơi. Đấy, xuất sắc.